Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển đề kiểm tra tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra giữa kỳ số 8. Phần A, các em sẽ đọc thành tiếng, 2 điểm. Với phần đọc thành tiếng này, các em sẽ đọc thành tiếng nội dung đoạn trích Bà bị cảm. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn trích như sau. Bà bị cảm. Bà của Lan bị cảm. Bố đưa bà đi khám ở y tế xã. Mẹ chăm lo cho bà để bà ngủ ấm áp. Trưa bà lim dim ngủ. Lan đi nhẹ, đắp thêm cho bà ấm. Cả nhà lo cho bà lắm. Như vậy thì cô đã vừa đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn trích Bà bị cảm. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn trích này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng và chú ý ngắt nghỉ đúng dấu câu. Tiếp theo, các em chuyển sang phần B, đọc hiểu, viết 8 điểm. Một La Mã, đọc 3 điểm. Với phần này thì dựa vào nội dung của đoạn trích Bà bị cảm, cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi như sau. Câu 1. Tiếng có thanh hỏi là A. Cảm, B. Bị, C. Ấm và D. Chưa. Với câu 1 này thì các em sẽ thấy tiếng cảm ở trong câu A sẽ có thanh hỏi. Tiếng này được đánh vần như sau. A mờ am, cờ am cam hỏi cảm. Đọc trơn là cảm. Vậy thì các em sẽ khoanh tròn đáp án A ở trong câu 1. Câu 2, các em sẽ chọn từ điền vào chỗ trống trong câu sau. Bà của Lan bị chấm chấm chấm. A ho, B ốm, C cảm và D ngã. Với câu số 2 này thì các em sẽ quan sát câu văn đầu tiên trong đoạn trích sẽ có câu như sau. Bà của Lan bị cảm. Như vậy thì các em sẽ chọn từ cảm để điền vào chỗ trống trong câu 2 và các em sẽ khoanh tròn đáp án C. Câu số 3, các em sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống trong câu sau. Bố đưa bà đi khám ở chấm chấm chấm. A quê nhà, B ngõ nhỏ, C y tế xã và D xa nhà. Với câu 3 thì các em sẽ quan sát câu văn thứ hai của đoạn trích sẽ có câu như sau. Bố đưa bà đi khám ở y tế xã. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án C, y tế xã để điền vào chỗ trống trong câu số 3. Tiếp theo các em quan sát câu số 4, các em sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống trong câu sau. Trưa bà chấm 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 ngủ chấm. A lim dim, B giả vờ, C sẽ và D khó. Với câu số 4 này, các em sẽ quan sát câu văn thứ tư của bài đọc như sau. Trưa, bà lim dim ngủ, Lan đi nhẹ, đắp thêm cho bà ấm. Như vậy thì từ mà các em cần điền ở trong câu số 4 là từ lim dim. Em sẽ khoanh tròn đáp án A. Câu 5, các em sẽ chọn từ điền vào chỗ trống trong câu sau. Lan đi nhẹ, phẩy, chấm chấm chấm. A đắp thêm cho bà ấm. B cả nhà quý bà lắm. C chăm lo cho bà. D bà của Lan bị cảm. Với câu 5 này, dựa vào nội dung của đoạn trích thì các em sẽ chọn đáp án A. Lan đi nhẹ, phẩy, đắp thêm cho bà ấm. Câu số 6, nối. Với câu số 6, các em sẽ nối các từ và cụm từ ở cột thứ nhất với các từ và cụm từ ở cột thứ hai. Thì cô sẽ hướng dẫn các em nối như sau. Bà của Lan, kem nối với bị cảm. Mẹ, kem nối với chăm lo cho bà. Và cuối cùng, Lan, kem nối với đi nhẹ. Sau khi nối xong thì chúng ta sẽ được các câu như sau. Bà của Lan bị cảm. Mẹ chăm lo cho bà. Lan đi nhẹ. Đây là câu hoàn chỉnh sau khi chúng ta đã nối các vế của cột thứ nhất với cột thứ hai trong câu 6. Tiếp theo, các em quan sát phần 2 La Mã, viết
Viết 5 điểm. Bài 1, nối 2 điểm. Với bài tập nối này, các em sẽ chọn các hình ảnh tương ứng với các từ mía, quế, gỗ và ấm trà. Vậy thì quan sát và trong các hình các em sẽ nối được như sau. Hình đầu tiên là hình ảnh một chiếc ấm trà. Thì các em sẽ nối hình ảnh đầu tiên với từ ấm trà. Hình thứ hai là hình ảnh những khúc mía. Thì em sẽ nối với từ mía. Hình thứ ba là hình ảnh những thanh gỗ. Thì các em sẽ nối với từ gỗ. Và hình cuối cùng là hình ảnh những thanh quế. Thì các em sẽ nối với từ quế. Tiếp theo các em quan sát bài tập số 2. Đánh dấu tích vào ô trống thích hợp 0,5 điểm. Với bài tập số 2 này, các em sẽ quan sát các từ ở cột thứ nhất và xem những từ này đã viết đúng chính tả hay chưa. Sau đó các em sẽ tích vào cột đúng hoặc sai. Trước hết, các em quan sát có từ đốt lửa. Đây là một từ dùng sai. Chúng ta sẽ không sử dụng từ đốt lửa được, mà sẽ dùng từ là đốm lửa. Như vậy thì đốt lửa là từ sai chính tả, thì các em sẽ đánh dấu tích vào cột sai. Và đốm lửa là đúng chính tả, thì các em sẽ đánh dấu vào cột đúng. Bài 3, các em sẽ chọn điền chữ chờ hoặc chờ vào các ô trống trong các từ 1,5 điểm. Với bài số 3 này, các em sẽ quan sát sẽ có các hình ảnh minh họa cho các từ còn thiếu chữ cái. Thì chúng ta sẽ điền trong các từ này như sau. Trước hết, hình thứ nhất các em quan sát có hình quả chôm chôm. Các em quan sát có hình quả chôm chôm. Vậy thì các em sẽ điền chữ chờ ở ô trống thứ nhất và thứ hai. Và chúng ta sẽ có từ chôm chôm. Từ này các em sẽ đánh vần như sau. Ôm ôm, chờ ôm chôm. Đọc trơn là chôm. Và ôm ôm, chờ ôm chôm. Đọc trơn là chôm. Ghép vào thì chúng ta sẽ có từ chôm chôm. Hình thứ hai các em quan sát có một hình chiếc mũ với chỏm mũ ở phía bên trên. Vậy thì chúng ta sẽ điền chữ chờ và các em sẽ được từ chỏm mũ. Từ này sẽ đánh vần như sau. Om om, chờ om chom hỏi chòm. Đọc trơn là chòm. U m u mu ngã mũ. Đọc trơn là mũ. Ghép vào chúng ta sẽ có từ chòm mũ. Tiếp theo các em quan sát bài số 4. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu rồi viết lại câu 1 điểm. Các em quan sát sẽ có các từ như sau. Trưa hè, đưa cơm, từ em và từ cho mẹ. Vậy thì với các từ này các em sẽ sắp xếp và ghép được thành câu như sau. Trưa hè, em đưa cơm cho mẹ. Các em sẽ ghi vào trong vở bài tập của mình giúp cô theo mẫu như sau. Đây là một câu hoàn chỉnh khi các em đã sắp xếp các từ ngữ ở trong bài tập số 4. Các em sẽ ghi vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập của đề kiểm tra giữa kỳ số 8. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.